Hôm nay ai mà thôi. Thế nào là cái nói chuyện tình anh, cảm hỏi tình như vậy. Hai người ta ấy, hai chị em ta với nhau cho nên tình cảm. Nhưng là không có gì thế là các không có gì không quay được. Thì hôm nay là chỗ bà Thế. Ừ, thì bà Thế bảo thế thì ở đây cho bà ra. Chúng ta lại gặp nhau. Vâng. Thì bữa nào không? Thì bữa nào về cũng có cháu nhưng mà chị chưa vào. Chị nghĩ không? Vâng. Cho chú chị chúng ta. Rồi như lúc sau. Sáng nay cháu nhìn thấy một nhà trang. Thân ta chịu đối đông xe ra của trang. Cũng lấy mà ta tất phải làm phiền tiểu tam gia chân. Giờ còn chị em tao thế này hôm nay nó mới chóa là năm chị em chụp cái ảnh treo kia. Thế em với chị thế này bao giờ sẽ chết nó treo em với chị. Em đang tình cảm thế này mà tao không được gần nhiều bà hôm nay là khỏe không không loại tao mà sang với nhau được nhiều vâng nói là chúng quay lại khỏe rồi quay đỡ rồi quay ghép là thành ghép lần không khỏe quay như thế nào là chân tay ta sợ chứ không loại mà chứ gì sang gì sợ gì vâng này thế này đỏ thế mà cái gì có đi giờ mình đi rau quả không? Ố, gì hơn 3 giờ sáng thì dậy còn hết rau. Được cái gần chợ cũng tiện. Nhớ chợ ngày 2 triệu. Vâng. Tháng triệu. Vâng. Gì nó bao mình? Gì mấy có 75. 75 à? Ừ. Gì thôi, à bác hơn em 10 triệu. Cái gì? Thế nhưng mà em khỏe, em không yếu. Không biết gì em bao nhiêu em già em thế nào. Người ta là sướng đi. Cứ có sức khỏe này được. Mỗi cái sức khỏe là mỗi cái sức khỏe. Cái sáng nay ai nay gì vào đây gì bộ? Gì đi bộ? Gì không còn yết thiết đi được. Gì chỉ bảo là cái ngày thằng Trăm vợ ông Trăm nó đẻ nhá. Gì tối ăn cơm 5 giờ gì còn ở bên đấy gì mới sang đây sáng gì lại về. Thế gì mà bây giờ gì già rồi. Chứ kể mà gì khỏe à gì mấy à thì gì cứ sang tối 5 giờ gì sang với mẹ cháu sáng mai tao về cũng được nhưng mà đi tao đi đi dần nó. Nói ở nhà còn rau quá chứ mà ôi rau rau quá mà ta sẽ đây ba người người ta kia chụp ba ô người người ta chụp ba chụp ba chụp năm cháu ơi không kia cái chụp hai không nên hả kiêng kia không phải ba kiêng kiêng mà cứ chụp ba thế nào có chết bà chết cũng được đúng không cháy trời cháy 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 thế là nếu như mà người ta hít đấy cái chứ không mới nhìn một cái thì không phát hiện là nào sáng nay rồi nghe cứ chụp càng lớn càng giống nhau mấy tiếng đồng hồ trong vòng máy vi tính chẳng bao giờ thì mất rồi sao cho máy vi tính chúng nó cho vào đi giờ nó đẹp không ấy đâu cái gì cái ngồi đây Phương Anh ngồi đây với các bà Phương Anh chạy đầu cho bà đi. Ừ, Phương Anh chạy đầu cho bà đi. Buộc đó. Không, phải buộc. Bà cụt rồi cũng không buộc được. Cứ chạy cho bà thôi. Đấy, chạy cho bà mượt xuống. Ô, mấy một cắt, cho bà cắt thấp thấp được bà nhãn bà. Cầm một cái bà xẻo ngang ngang tay. Thôi cho nó mát. Cắt vô vạn. Cắt cho cái đuôi. Cắt như một cắt cái đuôi thôi. Cắt cái đuôi. Cắt một đát, cái là cầm đầu bà phơ lên này chấm tát. Ngang vai. Không còn cái gì. Thế bác kia ấy chưa về rồi kia? Về rồi. Ừ. Để trả cho bà kinh vui nha. Bác kia hôm trước hai sai được không ra nên mỗi từ lúc chạy cháu chưa sai được. Bây giờ con cháu ấy... Con cháu mới ra, bây giờ con cháu tự nhiên ra chơi. Bây giờ sang thằng cháu thì... Sang thằng cháu chứ không sang thằng gì. Ông cứ bảo sao, bảo sao từ sáng rồi. Bữa mới... Làm sao mà đi được? Bất ngại. Ngại đi, trèo đi. Là chiều mới sang đây, sang làm sách này rồi. Vâng, sang đây gần không đi tí. Mai đâu, mai làm sách. Làm sách đi đây qua đồ ăn một tí. Tí là chị bảo từ đây xuống Hải Dương. Qua đoán mà ý định nó bỏ hôm nay là ông có sang đoán mà cho cái Hương về. Hôm qua nó về nó đoán lớn sang chơi. Còn nhớ sáng? Nhớ, vâng. Thế là bốn mẹ con để nó hôm qua ba thôi. Một đứa lớn con gái, hai thằng sinh đôi là ba. Ừ, thế là
ba với mẹ nó không là bốn, bốn mẹ con thì nó còn gì nữa. Vâng, nhưng mà cháu nó nhà chú giáo ba con xa chơi. Cháu ba con đoán thì là chiều hôm nay ông bà xin đoán về. Mấy mình tính nó rộng ra trông đẹp. Lại hai bà. Mấy cái quay đầu tư cho một cái USB thế là đến đến nó phóng ra đến trên đi nó vào đây cái hôm bây giờ gì sang mới nhà cháu đem nhiều chèm người học đấy nó có cái kỷ niệm nó có cái hôm nào bà cầm với em mới cho bà cầm cái chổi làm cái sân này trong sân này là để mà đằng này như thế là hôm bà thế thượng chúc thọ 80 như thế là một đoàn năm anh em chị em cả đi lại cũng treo biển mà bao giờ đâu có cả ông Thuấn ông Vũ ông chủ bà thế mới gì thế là năm anh em chị em chụp một cái thế mà bây giờ mất hai rồi còn có ba người không có cái gì là cũng đấy mình có cái này nó cũng có máy chứ có phải là mình thuê mượn như đâu mà sợ tên đoàn một đấy. Xong ghé vào cho vào vi tính thì không bao giờ đồng vi tính không bao giờ không bao giờ là bị ốm sức bị ấy chứ như cho vào băng là cho vào băng là lại hỏng ngay thế nhưng mà em là về đến làm việc ở đây bây giờ cháu cũng có đi đâu rồi nhưng mà cũng không có cái hồ điện không phát phát hai chị em đây làm gì đây được chưa hai bạn ngồi bên ngoài này phát thế này được rồi mấy hai giờ hai ba giờ ngồi thế này ngồi ghế này, ăn ăn đang ngồi trong đấy, và ăn ngồi kia, đang ngồi đấy, cũng có chuyện bình thường, cười thoải mái, cứ nói chuyện bình thường, thoải mái, thừa cười thoải mái, chả vấn đề gì, không có chúng nó giữ nào nó chứ, mình lúc khỏe là thì đã khỏe rồi gì, hôm nay chị em sang với chị sướng kinh như thế nào, thì không cầm sướng, ai ngoài, không cầm gì còn đánh được, đấy, bốn người dân khác tập với anh ngoài này. Dì không cầm, dì không được sao. Dì có ăn khỏe không? Dì cũng chỉ hai nhân bát cơm. Ta không ăn nhiều. Thế là được rồi, cứ ăn thêm, cứ ăn nhiều. Không ăn nhiều, không ít. Mà, ừ. Thế mà 3 giờ là dì đã biết rồi nhá. Dì dậy dì cắt rau từ bây giờ 6 giờ, 6 rưỡi dì ra chợ 8 giờ dì về nhà. Thế thôi, về lại một nại nằm được, khỏi biết. Ngày nào nại làm một rổ đến trưa ăn cơm xong nại bắt đầu rổ rau đến chiều nại 3 giờ nại ra trưa nại về cắm cơm chú cắm gì không mình coi như không bao giờ gì phải nấu cơm gì đấy gì ăn cơm gì ăn cơm rồi không có ăn cái bà đâu ít nữa thêm cho bà cho ăn nhiều mai bà ở đây mai bà ăn nhưng hôm nay bà không ăn được bà ăn rồi hai đứa dồn một rồi bà không ăn được việt nam cô kia mét gì quay mét lắm thế thì vẫn bảo là gì sang ngủ mấy phút cái hôm bây giờ mới bảo là chúc bảo đấy thay quần thay lên thay quần chưa thay chúc bảo quần nào thay lần qua thế nào không mà dứa giấy thì dứa rồi mới thay trong bữa cứ thay mỗi ngày thay bộ. Hôm nay còn nhức đầu cũng đau rồi. Cũng còn thương. Mà trước hôm nay lễ còn hôm qua giờ thì được. Hôm qua này là cái gì? Hôm qua này là bà đỡ thì gì? Đỡ nhiều hôm nay không cái hôm mà dỗ ông đài bà. Bà bảo tao cũng thấy sợ. Đấy, hôm. Ta tưởng tượng tao bảo thế này bà khó lắm. Nhưng mà hôm nay gì sang thì cười ngay gì bảo ôi giời ơi chị ơi hôm nay gì. Cái này ơi mấy phải. 1,7 đấy. Chị ơi, chân tay ta sờ tao bảo. Nghèo chân tay hôm nay chắc nhìn một lúc thì chắc là nói ra. Chứ không ấy, hôm bây giờ cứ nhéo nhau nhéo này. Hôm qua người ta trông cứ người cứ thâm. Kia cháu bảo thôi hết tháng 10 rồi, giờ sang tháng 11 rồi. Mà hôm nay sợ nữa. Tháng rồi. Như thế là ấy rồi. Cái hạn thôi, nó qua cái hạn thôi chứ nhìn thấy nhiều. Nhìn rõ. Quá, thế là được rồi. Thế thì khăn quàng nó vào chứ để nó treo khuất cái hình thức cái tóc ngắn như này. Đó như gì tí. Đó bây giờ đội một cái chúng này. Chúng một cái đi là có cả cái khăn. Đội như chụp quả gì kìa. Cho cái khăn vấn không đội như quả gì kìa. Ừ, cái khăn người cho bà đội. Đó, đúng rồi đó. Thì nó thay hơn. Lấy cái khăn người đội cho bà vào cái đầu. Các anh người già người già thì nó đấy, thì con, làm mà. Sao đấy xong rồi có khăn lên một cục thế xong ngoài chính đội ấy xong đội khăn như cái gì trong đội người già rất hay tóc trắng cho cái khăn lên thế nào nữa
gì có bà đó là được ngày hôm qua hay ngày hôm nay là không có bị trận nào. Dạ, không phải đâu. Tỉnh táo. Thôi thì tỉnh táo rồi, hôm nay em sáng dần dần thế được. Nói chung cuộn cái máy ở nhà một xong rồi. Thế, rồi. Cái kính leo cao lên thốt cái kia. Được rồi. Rồi. Mà não gì chứ. Để vào cái này. Không uống nước đi. Cái này hôm nay hắn cười không rồi. Cứ uống kẽ nữa thôi mai. Mà cứ uống kẽ chúng nó không có nản 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 mình cứ uống mình cứ nói. Có cái gì cũng bàn lấy cái mà năm năm cái ảnh ông con người ngắn có cái giả sát tiếp nhận thử. Quay cả ra thì cả cái ảnh này không ghê, nó nên nhìn là nó có cái vẹt gì. Quay cả cái cái gì khăn nào để bà nâu cái khăn đi. Để quay nó. Không, cái giấy cơ, cái gì cơ. Nó nhìn là nó có cái vẹt trắng trắng. Nâu nâu để bà nâu như thế cho nó xong rồi. Không phải đâu. Không phải. Cái này là cái yep. Đúng rồi. Ố à, nó thì kiểu nó ướt quá, nó ố chứ không phải ấy. Em nó bị ố chứ nó bị ố. Em này nó phồng lên. Nó mới có cái vẹt đấy. Thế là được, cô khỏe đi, thế sang người rồi, không hạn nữa. Cháu đi đây, cho bà cần cái này tượng trưng. Và nâu trên cái ảnh ôm quay kìa, để nó quay lên chú cho bà đứng không không lấy đâu. Không dọa thương, bà đứng lên đây, bà nâu đi. Thế lấy cái gì? Bà cứ đứng lên đây xong nhìn là như là nó tự tích ra, bà tích ra, như là bà nâu thôi. Công nào của ông. Đấy, thò một chân đây. Đấy, bà đứng lên đây. Lau qua cái là lau mặt, lau cái. Đấy, thế bà mới lau sạch. Đấy, được rồi. Thế đấy, quay. Thế đứng nghiêng nghiêng như thế này. Thế là đứng lên trên giường này. Đâu đấy cầm cái này. Phải thấy đây. Đấy, phải thấy đây. Đấy. Đây này bà cứ ăn tâm lâu rồi. Cái trong bà. Cái này bà đâu không? Lâu rồi. Ừ, cái ảnh bà. Vâng. Bà ăn mấy cái ảnh dưới là đó bây giờ lắm. Cái ảnh ấy của bà. Cái này thì cái này thì tao ăn đẹp nhỉ. Giống thế. Rất giống. Cái này giống nhiều. Giống nhiều. Mua mới quay. Cái này tóc bị buộc quặn thế. Cái này nếu mà ấy thì đem rửa to đi xong thì là cái này không giống bằng cái ở dưới nhà chó cho xuống dưới này xem này mỗi nhà một cái tôi rửa mày kìa mỗi nhà một cái thò bà quan này hôm nay mới ra mới bảo chị Thế là gần thì chị bay Na xa chị bay thật bảo chị vào trong Nam với các quan qua hôm nay về nhà vui vẻ ở nhà hôm nay em sang anh cũng xuống đấy. Thế hôm nay là chăm chắc nào cũng nhẹ nhẹ có độc nhà thôi, đâu có gì đâu. Bà có không bà gì cứ giống không? Này. Ừ. Cái kia cũng giống. Cái kia cũng giống. Cái này giống. Cái nào cũng giống. Mà cái này đẹp hơn cái kia. Cái này nó nhìn rõ ngay tóc. Cái kia cũng đẹp. Cái tóc vẫn còn khỏe không? Tóc trắng. Vẫn thì cũng không đi được. Cũng chỉ ở nhà thôi. Nhưng mà gì đó nhìn giống cụ Yên hơn. Gì khác. Gì khác nhất nhỉ? Giống bà cụ. Giống cụ. Yên ngày xưa. Cái này của bác đẹp. Cái áo trong thôi, áo đỏ này. Cái này chụp là lúc bác quên rồi. Cơn sốt đấy. Đi đây chơi nhé, cháu đi vào. Ừ cứ về đi. Đi sao cháu chơi? Đi thì sao? Khổ. Hơi tị thôi.
Vâng, hiểu bài đâu đấy. Cũng có thể hiểu điệu. Ngày ngày là đi xong các cánh bảy, các bạn sĩ cho nhé thôi.